thôi muộn rồi. Về thôi. Ồ, hôm nay quăng hết tiền của tôi rồi nè. Ôi má ơi, con chó dễ thương quá vậy. Cho tôi mượn coi. Ôi má ơi, yếu quá à. Dễ thương thật chứ hả? Ừ. Oh, em gái tôi đấy, nó tên là Anna. Anna, em gái của anh hả? Ừ. Hay là nhìn tôi á, làm anh nhớ tới cô em gái của anh đúng không? Đúng rồi. Tôi càng nhìn cô ấy, tôi càng thấy giống. Giống nhá, từ cách cô nhìn tôi này. Rồi cả cái cách cô ăn này. Tóc cũng xù nữa. Ai, sao giống thế không biết nhở? Cay quá vậy. Đây, 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 đây. Đây là giống nhất này. Anna, là em gái của anh ta. Ồ, má ơi. Vậy là từ trước đến giờ, em gái của anh là con chó này hả? Chính nó. Tôi nuôi nó và coi nó như một thành viên của gia đình mà. Oh no. Oh no. Đừng nói với tôi là cô tưởng Anna là người nhá. Không có chuyện đó đâu. Anna là em gái tôi, cũng như là Annabelle cũng là em gái tôi. Anh muốn chết hả? Trời ơi là trời, anh dám đem tôi ra để đùa giỡn. Anh tới số rồi, tôi cắn cho anh biết. Này 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 này. Tôi chưa bao giờ nói Anna là con người. Đây là cô tự hiểu nhầm chứ bộ. Cắn này chết nè, cắn nè, cắn à. Anna không bao giờ cắn. Anna Bell cũng không được cắn. Không được cắn, nghe chưa? Tôi sẽ cắn cho anh chết luôn. Có, cho lại anh em. Người sẽ cắn, cứu tôi với. Nè, anh nói thiệt cho tôi biết đi. Em gái của anh là con chó hả? Hay là anh chỉ đùa với tôi thôi? Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi ấy là Minh Huy siêu cấp vô địch. Chỉ nói đùa chứ không bao giờ nói sạo, ok? Trời ơi trời. Vậy là từ trước đến giờ anh chỉ coi tôi là con chó lông xù thôi hả? Ôi, cô nói cái gì đấy? Tôi coi cô là em gái của tôi, là một con người đáng yêu, chứ không phải là con chó xù đâu. Sao lúc nào cũng đem tôi ra làm trò hề hết vậy? Anh cũng không hiểu là anh bị làm sao nữa. Nhưng anh nghĩ anh có thể hiểu tại sao rồi. Sao Phong không kể cho mình nghe về chuyến đi công tác vừa rồi của Phong? Chuyến đi công tác vừa rồi của mình cũng có nhiều chuyện buồn cười lắm. Mình đi ra nhà hàng ở trên biển. Sau khi ăn uống no nê xong, mình đã phải... Thôi, thực ra là không có chuyện gì to tát đâu. Có chuyện gì bí mật mà Phong không kể cho mình nghe được hả? Làm gì có. Chỉ là mấy chuyện lặt vặt với cô trợ lý đi cùng thôi mà. Cô trợ lý nào vậy? Mình chưa kể cho Chi nghe về cô trợ lý làm cùng tòa soạn với mình. Cô ấy trùng cả họ và tên với Chi. Lại còn bằng tuổi tụi mình nữa. Đúng là trùng hợp ha. Chưa hết, cô ấy còn biết cả chương trình thiếu nhi mà hồi nhỏ tụi mình hay xem. Thậm chí còn hát được cả đoạn nhạc hiệu tu 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 tu. Đúng là kỳ lạ ha. Nam Phong nè. Mình có chuyện này muốn hỏi Phong. Có chuyện gì chị cứ nói đi. Ôi, ôi, đúng là thời tiết gì mà thất thường. Mới nó mình đã mưa rồi. Nghĩ lại đến cái chuyện đó là cảm thấy tức khó thở rồi. Anh có biết á, là tôi giận vậy tôi giống em gái của anh không hả? Vậy mà anh nỡ lòng nào đem tôi ra làm trò hề như vậy hả? Còn đi theo tôi làm gì? Tránh ra, tránh ra, tránh ra đi. Annabelle này. Cô nói người đang đóng giả cô để gặp Nam Phong là bạn thân cùng nhà cô đây. Sao tự nhiên hỏi chuyện đó? Liên quan gì tới anh? Thì tự nhiên tôi nhớ lại cái hôm mà cô say tôi đưa cô về nhà. Này, hai người thân nhau thật đấy à? Thân thiệt hay thân giả lần sau hả? Tôi với Hạ Linh á, thân nhau từ lúc ở trong bụng mẹ luôn kìa. Bởi vì
Mẹ của tôi và mẹ của Hà Linh chơi thân với nhau từ hồi còn bé kìa. Tôi cảm thấy hả, rất là may mắn luôn á nha. Bởi vì có một người bạn giỏi, giang và xinh đẹp như Hà Linh vậy đó. Người ta hay nói á, là con gái với nhau á, không thể nào chơi thân được. Bởi vì bản chất của nó là ganh tị nè, ga tô với nhau. Nhưng mà còn đối với tôi, Hà Linh thì khác. Khi mà tôi có một thành công nào đó thì người thật sự mừng cho tôi, ngoài ba mẹ tôi ra, chỉ có mỗi mình Hà Linh thôi à. Nè, anh chưa gặp Hà Linh đúng không? Tôi cho anh cái hình nha. Chắc chắn anh nhìn thấy là chảy nước miếng liền luôn á. Nè, ôi, thấy chưa? Body đẹp nè, gương mặt đẹp nè. Má ơi, nhìn mê quá trời mê luôn nè. Cô xinh hơn gấp vạn lần đấy. Annabelle của tôi là nhé. Tôi nói với anh bao nhiêu lần rồi hả? Cấm anh phọt ra những từ xàm xí đó mà. Lại tính em tôi làm trò hề nữa đúng không? Cái con người của anh đó, có muốn sách dép cho Hạ Linh không bao giờ được đâu, có biết không hả? Thôi, Thu đi về trước đây. Annabelle này, Annabelle. Cô bạn thân của cô á. Sao? Mà thôi, cô về đi. Đêm nay ngủ ấy, nhớ mơ về tôi đấy nhá. Cái tình khùng này. À, chắc là anh nhìn hình Hạ Linh rồi muốn tôi làm mai chứ gì. Mơ đi cái đồ dây sờm. Hà Linh, tại sao gặp anh em lại chạy dữ vậy? Gì nữa nào? Anh là người hỏi em câu đó mới đúng. Tại sao vậy? Anh gọi em không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Có chuyện gì vậy? Tôi đã làm đến vậy rồi mà anh vẫn không hiểu hả? Có nghĩa là anh đã bị loại đó, hiểu chưa? Thằng đó là thằng nào? Anh gọi ai là thằng danh đó hả? Anh đang hỏi em đó. Thằng đó là ai? Nó ở đâu làm gì? Nó có gì hơn anh chứ? Anh chả cần biết anh ta là ai cả. Và bản thân tôi ấy cũng không cần phải quan tâm là anh ta có giàu có hay không. Nhưng mà khi tôi đi cùng anh ta, tôi cảm thấy tôi là người con gái có giá trị. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để tôi cảm thấy anh ta xứng đáng được tôi yêu rồi. Vậy nha. Bà đi đổ rác hả? Bà mới vừa nói gì vậy? Bà có người yêu mà lại yêu thật lòng luôn. Yeah! Cuối cùng bà cũng biết yêu thật lòng rồi. Tôi nhớ có lần bà đã kể cho tôi nghe, khi mà mẹ bà mất á, thì ba bà đã đi lấy vợ mới. Và bà cũng đã từng hỏi tôi liệu có phải tất cả đàn ông trên thế giới này ai cũng đều tồi tệ như nhau không. Và đó cũng chính là lý do mà bà thề sẽ không yêu bất cứ một người đàn ông nào thật lòng nữa. Bà có biết là những năm qua á, tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về câu nói của bà. Tôi sợ bà sẽ đóng cửa trái tim của mình mãi mãi và bỏ lỡ cơ hội để bản thân mình được yêu thương. Nhưng mà hôm nay thì khác. Hôm nay tôi rất là vui. Hà Linh à, tôi vui á là bởi vì bà đã mở lòng mình. Và tôi vui là bởi vì cuối cùng cũng có một người đàn ông đã làm trái tim của bà rung động. Mà không biết á, người đàn ông đó là ai mà có thể hạ gục được Hạ Linh. Giỏi lắm luôn á. Ê, ai vậy? Nói cho tôi biết chứ được không? Người đàn ông đó là ai vậy? Hả?
lại lên nhà mình cũng biết ngượng nữa hả? Đáng yêu quá à. Giống như là cô thiếu nữ mới lớn vậy đó. À, đúng rồi ha, mình phải đi mua bia. Phải uống bia vô thì mới có thể phun ra được tất cả mọi thứ chứ. Đúng rồi, ăn mừng luôn. À, chồng yêu. Hả? Dù người đàn ông đó là ai đi chăng nữa thì vợ sẽ luôn ủng hộ tình yêu của hai người. Vợ sẽ luôn chúc phúc cho hai người luôn hạnh phúc. Chồng yêu của tôi biết yêu rồi. Thích quá. Bravo. Yeah. Yeah. Anh Chi à, tôi xin lỗi bà. Chỉ 2 tháng thôi. Tôi sẽ chỉ ở bên cạnh Nam Phong 2 tháng thôi. Rồi sau đó tôi sẽ thú nhận với bà tất cả. Chỉ 2 tháng thôi. Mình đang chuẩn bị đi đây. Sao Phong gọi cho mình sớm vậy? Mình cũng chuẩn bị ra khỏi nhà nè. Vậy sao không lo đi làm đi mà lại gọi cho mình làm gì? Tại vì mình muốn tụi mình sẽ đi làm với nhau. À, hôm nay Chi mang thêm mảnh ghép nha. Mình muốn tự tay Chi lắp mảnh ghép cuối cùng để hoàn thiện bức tranh của chúng ta. Miếng ghép á hả? Ừ. Chi giữ lấy đi. Sao lại vậy? Của Phong mà. Chi quên rồi sao? Hồi đó khi đưa mảnh ghép này cho Chi, mình đã muốn là sau này khi gặp lại, chính tay Chi sẽ là người hoàn thành bức tranh này. Giữ lấy. Bây giờ mình chỉ muốn tự tay Chi sẽ gắn mảnh ghép này vào bức tranh của tụi mình. Alo, Chi đâu rồi? Mình đây. Mình biết rồi. Vậy tối nay chúng ta gặp nhau nha. Chi muốn ăn gì? Ăn tối hả? Có gì để mình nghĩ cái nha. Ủa sao chưa đi làm? Alo. Làm nấy hả? Lại mất sống rồi sao? Chúc mừng hai người nha. Nhớ phải bao tôi đi ăn tối đó nha. Alo. Cái gì vậy? Sao hút máy vậy? Hay là có tôi ở đây, hai người không tình cảm sến xúi với nhau được hả? Xíu. Vậy thì tôi đi làm đây, để cho hai người có không gian mà sến xúi với nhau. Dạ em đã biết mình yêu. Thôi đi làm nha. Bye. Anh thấy sao? Em không thích option 2 cho lắm. Tôi thấy cái option nào cũng có cái hay của nó hết. Khó chọn quá, tôi thua luôn. Quanh. Theo em thì option 1 thì make up và thần thái của người mẫu rất là tốt. Nhưng mà cái phần tóc nó che đi một con mắt rồi, cho nên là thấy nó không được ok lắm. Em thích cái option 2 hơn. Chị thì thấy option 1 ok hơn. Tại vì ánh sáng tốt nè, make up tốt, biểu cảm tốt, trang phục tốt. Tóc thì đẹp mà, đâu có sao. Còn option 2 thì biểu cảm tốt nè, tạo dáng thì thường quá. Thời trang thì ok, chứ bìa thì không, chị không thích. Tôi là tôi thấy cả hai hình này đều đẹp. Mình chọn cả hai làm ảnh bìa đi. Vô duyên. Ý kiến gì kỳ cục. Vậy chọn mặt tôi làm ảnh bìa đi. Oh mama mia. Mọi người đang tụ tập nói xấu tôi đúng không? À dạ không, tụi em mọi người đang làm việc. Dạ đúng rồi, tụi em đang thảo luận về ảnh bìa cho số sắp in. Oh mama mia. Trời ơi, mọi người căng thẳng làm gì? Không cần phải căng thẳng. Thôi hãy cùng tôi chơi một trò chơi đi, để thư giãn cái não ra rồi chúng ta quay lại công việc sau ha. Ảnh bìa sắp tới chưa chọn được chơi gì mà chơi ạ. Thôi chị chơi mình đi. Mọi người ơi chọn tiếp đi, em đói có giờ còn phải đi ăn nữa. Mọi người chú ý, tập trung. Một là chơi, hai là chết. Trò chơi của tôi rất là đơn giản. Tôi sẽ đưa cho mọi người một câu hỏi. Mọi người suy nghĩ và trả lời chỉ trong vòng một nốt nhạc. Trò chơi bắt đầu. Hãy tưởng tượng đây là một nhà hàng món Huế thực đơn, chỉ còn 2 món: bún bò và cơm hến. Cô chọn món nào? Cô. Bún bò. Cô. Cơm hến. Cô. Cơm hến. Cô. Bún bò. Cơm hến. Cô. Bún bò. Đây. Bún bò. Đây. Bún hến. Ào. Bún bò gừng. Ào luôn. Wow. Còn tôi,
tôi không chọn món nào hết, bởi vì hôm nay tôi ăn chay. Đó, mọi người thư giãn rồi đó, vui rồi đó, nhẹ đầu rồi. Bây giờ quay lại cái bảng đi, trong vòng một nhóm nhạc chọn luôn. Option nào? Cô một, cô hai, anh hai, cô hai, cô một, cô một, cô một, anh một, anh một. Bravo, số một. Đa số mọi người chọn số một, vậy thì hãy chọn nó đi, chính là nó đó. Bravo. Khi trong đầu chúng ta nghĩ số 1 mà chúng ta nói là số 2, khi trong đầu chúng ta nghĩ số 2 mà chúng ta nói là số 1, là tại sao? Tại sao? Why? Why? Đó là vì chúng ta đang do dự, ngay cả bản thân mình còn không hiểu được lòng mình. Lúc này, lời từ buộc miệng nói ra mà không kịp suy nghĩ mới chính là lời thật lòng mình nhất. Hiểu chưa? Dạ. Dạ. Ok. Fine. Bye. Còn tới đây làm gì? Sao không đi bệnh viện khám luôn đi? Để mình đưa Phong đi khám nha. Mình không sao đâu. Trợ lý biên tập Võ An Chi. Ôi, đúng là con gái của chúng ta rồi đó. Thiệt hả em? An Nhiên, coi đi nè, chị con đó.